Từ hồi xưa đi là tao nói cho mày nghe nè, cái đám showbiz Việt Nam nó giống y như nồi chó heo. Mày thấy rõ ràng không? Mày bị hiểu là cái chữ xì căng đan nó do đâu mà ra, cũng với showbiz mà ra, từ cái con gì ta, nhiều lắm, nó nhiều lắm, nó nhiều vô kể luôn. Có nghĩa là khoe thân chát xé, trời ơi, những nhiều lắm, đủ mẹ tụi bay cái lần, tụi bay cái tốt lành đấy con mẹ gì đâu. Từ diễn viên điện ảnh tứ gì gì ta, tao cũng không rành lắm, nhưng mà có điều à, tao thấy hầu như là những thứ nào ấy toàn là cái thứ âm binh mãi không dịch không à, đủ mẹ thiệt. Nè mai mốt tao về nè, tao bay đi kiếm tao thanh toán, ok tao nè, đủ má tụi bay đồ thứ mất dạy. Đâu có nào lên gửi gì khoét đi, lên nói chuyện chơi. Đồ thứ kiểu gì ta, gọi là sướng ca vô loại. Mẹ từ thằng Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng là cái gì, đủ mà hát dở như cất, ai mà nghe. Không có thằng nào ở diễn viên mà ca sĩ ở cái thế thế hệ này mà tao nghe hết trơn rồi. Ồ, tưởng ai mày rượu má. Chào chú Cầu. Khỏe không? Dạ cái này khỏe ghê chú. Chú vẫn khỏe ha. Tao cũng là tao khỏe, mập luôn, ở nhà ăn xong rồi ngủ, ngủ xong tắm rửa ăn, ăn ngủ chỉ có nhiêu thôi. Nên chỉ có điều bức xúc mấy cái vụ của Duy Nguyễn này, nên tao lên tao chửi thôi, chứ thực chất là thì tao cũng không dưới lá dáng gì tao. Nhưng có điều mình thấy nó hành xử một cách giống ư là quá lố, mà cảm thấy nó không phải của nó. Đủ một cái thằng chí tài, đồng ý nó là nghệ sĩ, tao cũng quý nó, tao cũng thương nó, bởi vì từ xưa thì nó không có xen vào chính trị, ai cũng hiểu điều đó cả. Nhưng một cái điều nó đừng làm quá lố, đủ làm thằng chí tài là ông cố nội cha nó không bằng, đủ má nó làm gì mình. Trong khi đó bên nước ngoài, bên ngày tôi sống là nó thiệt là thằng cái đám ma của chị tài, tôi biết bao nhiêu đứa nó lên, chẳng hạn như con Lisa Phạm là Lia Hà Bá thì cái nó đưa lên nó chạy cái tít tùm dùm cái khủng khiếp luôn, nó đủ nó chửi nó bới sùm nó đủ má, thôi tụi bay không lên tụi bay chửi đi ngon đi. Trong khi đó thằng Duy nhà mình đủ chỉ lỡ lời chút xíu thôi mà đủ má nó làm dữ, nó kéo cả bầy cả đám vô, mà phải chi mà nó là bà con ruột thịt cận kề máu huyết, tao tao không nói toàn là ăn theo không à, đủ má tới hành hung của người ta. Gặp tao là đủ mà tao bắn đủ má dở sọ não luôn chứ ở đó. Nếu luật pháp ở Mỹ chứ còn chuyện ở Việt Nam mà tao không có nói, ở Việt Nam mà đủ mà còn thua chứ còn ở Việt Nam, ở Mỹ hả, đủ mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp cỡ đó, cỡ bao nhiêu người đó, đó. Đủ mà là tao lia đủ chừng vài phát là xong hết rồi, đủ Tại vì đủ đủ không biết sao không? Nói chung ra là anh Duy Nguyễn á, người ta có cái thiện chí chứ, tại vì dù sao á anh rồi mình cũng đã có nói là coi như cũng có dính dính tới gia đình cho người ta chút rồi, mình đó là thiện chí nên mình nhận sai đấy. Còn cái nhóm người không có liên quan đó thì nói chung ra họ có cái mưu đồ nó như thế này, thật ra nhìn cũng đủ biết rồi, chủ yếu là muốn là nhân việc này họ làm to ra là để thu hút cái sự chú ý của dư luận mạng xã hội thôi, chứ có gì đâu để đánh bóng trong tên tuổi. Chứ còn cái việc mà họ đến cái chỗ của người ta làm ăn kinh doanh mà họ có cái lối hành xử như vậy thì chúng ta cũng đều đã biết rồi, ở đâu nó cũng vậy thôi. Cái lối hành xử đó rõ ràng là cái lối hành xử là vi phạm pháp luật à. Nhưng mà Duy Nguyễn đã thể hiện rất rõ cái thiện chí của anh. nhưng mà ấy mày hỏi mày coi kìa, nó mà đã biết rằng nó là kéo cái bầy cái đám tới nhà người ta hành xử vậy là vi phạm pháp luật, nhưng mà giờ có ai rời gái đó chưa? Mình tức là mình tức ở cái chỗ là chính quyền không ra tay can thiệp, can thiệp ở đây là phải lôi cổ mấy nó lên, có nghĩa là lên phường làm biên bản đậu má đóng tiền phạt, còn không là còng tay vô tù
Thì Du Nguyễn nói chung ảnh có cái thiện chí, ảnh không có muốn làm to chuyện ra chút, cho nên bọn này nó hướng là tới thôi. Không, con phải hiểu điều này, nó có nhiều cái tác hại. Ai biết từ hồi xưa giờ trong cái đám mà chống dự luận điệu xuyên tạc của cái đám ở ngoại quốc này mà về ra mà sẽ duy nghĩa là số 1. Con đồng ý không? Nhưng mà ngay giờ phút này nó nản, nó sẽ bỏ, nó không làm nữa. Thì tất cả những cái chúng ta đều mất một cái chân mà cầm dấu tới giờ, nó là đầu đầu đàn, nó hẳn là vậy. Tao cũng mới biết nó sau này, nhưng mà nó ra trước rồi. Chính là chúng ta bị thiệt thòi, mày hiểu tao không? Vậy nó nản, nó không thấy ai bên kia cả, và nó cảm thấy là bị cô đơn, và nó bị cô độc, nó rút lui, nó không thèm làm, nó không live stream nữa, mà nó không đi cái điểm nữa. Thì chính ta, thì cái đám lợi nhất là cái đám bà que. Thì đúng rồi cháu, tại vì hiện nay mấy cái trang với lại diễn đàn của đám bao que của nó đang cực lực, nó tung hô mấy cái này mà. Ôi, nó khoái đó là chính khốn nạn nhất, là cái đầu dây mối nhợ, là cái đám chó đẻ, cái thứ chó đẻ này, con Cát Phượng này, thằng Hoài Linh này, rồi cái thứ đụ mẹ, cái thứ bà ôn hàng luôn, diễn viên hài gọi là hề rẻ tiền đó. Mày nhớ kỹ cái điều này, là dân dân của tao á, bỏ tiền đi mua vé coi tụi bay diễn á, tụi bay vì cái đồng tiền của tụi tao, tụi bay mới có tiền. Đủ mẹ tụi bay không ở lại, tụi bay không giữ vững đất nước, mà tụi bay đi hùa theo một cái đám ôn hoàng là giang hồ chợ bữa đầu đường tuần, như là giống như là chợ đầu mối. Tụi bay đã rượu mát, tao tức quá, tao thì chửi, tao nói thiệt mày, cái thứ này thứ nghệ sĩ gì, nghệ cái quần què chứ nghệ sĩ gì, rượu má tao nói mày cái kêu. Còn bây giờ là chửi, là chửi luôn cái kẻ đào tạo của tụi bay ra luôn. Trường lớp tụi bay học không ai dạy cái đứa cả, nhưng mà tụi bay dạy thì tao chửi luôn cái trường lớp của tụi bay luôn. Bởi vì thường thường ta dạy một học trò, ai cũng muốn học trò ngoan và đi theo cái hướng của thầy dạy cả. Thí dụ như là vũ đạo là múa ba lê, người ta muốn học trò người ta phải giỏi, không ai muốn người ta đủ mà đi hút xì ke cả. Nhưng mà hiện nay có một số nghệ sĩ chú là họ đâu có qua trường lớp chú, những người mà Rõ ràng tao mới nói là cái thứ côn đồ mất dạy đây nè. Tao nói mày, tao nói luôn cái thằng Nguyễn Sinh, Nguyễn Xiết gì đó, tao không biết nó là ai, nhưng mà tao hiểu là đó là cái đám côn đồ. Và tao nói cho mày biết rằng cái điều này, nếu ở đây là thằng nó ôm mạng, ôm chân đi về, hoặc là ôm cái đầu máu đi về, đủ má mày vô nhà tao, con tao mày ăn hiếp con tao, đủ má, thì tao bực mình. nói chung thì qua cái vấn đề này chúng ta cũng có thể thấy rồi, những người mà đang tự nhân danh mình là có học thức, có đồ đi dạy Đúng rồi, đạo lý mà, thì ngay đứa nào cũng vậy, tự xưng mình là người công chúng rồi đạo lý học thức các cái là không, mà hành xử giống y chang như một thằng con nít. Có một thằng mẫu đỏ, tao đéo biết đó thằng gì, đúng chỉ vô cái thằng trưởng công an phường, đủ mấy gì đủ mà gặp tao là cái tay nó tiêu rồi, đủ cái chặt tay rồi. là tên Bảo Suyu đó chú, tại ông này đóng Giang Thiên Lôi trong mà Tấu Quân lớn trước đó. Đĩ mẹ đủ má cái thứ tụi bay, thứ rẻ tiền. Đĩ mẹ nó thiệt, tao thiệt mày, cái đài truyền hình nào mà cho tụi này mà lên mà đóng vai hay là đủ mà tụi bay tẩy chay cho tao, đủ má, ngày nào mà thấy mặt nó lên truyền hình là tao còn chửi nó thẳng là vậy. Đồ thứ Chỉ số là âm hồn. tài thôi chứ cũng phải nghệ sĩ nữa, nói từ nghệ sĩ thì cũng Nghệ sĩ gì? cũng tội số người nghệ sĩ ta chân chính đó chú. Tao chửi láng luôn, tao gom hết luôn, tao khỏi chửi luôn, tao chửi luôn thằng giám đốc trung tâm dạy nghề nó luôn, đủ má, thì chửi vậy đó, đủ má. Một số là ta Trừ lớp bài bản chứ còn số là đâu có ra học ra trường đó, đâu. vì nó không có cái động thái tích cực gì cả, thay vì nó lôi quân nó về nó huấn luyện. Mày làm vậy là sai, mày làm vậy. Tao thấy hôm qua nay đâu đéo có nào mà động tĩnh gì cả, kể cả cái cơ quan thẩm quyền của nó cũng không nói gì hết trơn, gọi là phải chửi thôi. Kể cả cái thằng quản lý mà nghệ cục nghệ thuật sân khấu gì cũng chửi luôn, tao chửi, tao thích chửi ra làm con cặc gì tao. Đủ chứ gì nữa, tao mày có lính, mày có thợ, mày có lính, mày nhà mày làm gì, mày có lính, mày là lính mày làm sai là mày phải lâu về. Ê, mày làm không được, còn cái thằng này tính bơ đủ mày là không chửi à, chửi tốt luôn, đủ tao chửi ra làm gì tao.
tới Mà... hôm qua giờ nói chung cái vấn đề nó cũng gây bức xúc trong người dân. Ông ta nói này mà nghệ sĩ gì sao giống y như mấy thằng côn đồ chứ. tao nói thiệt, tại vì giờ phút này bên Mỹ này nó không có cho tao về, bịch dịch bệnh rồi các cái nó cấm này, đủ má tao về được tao về liền đủ thế, thiệt tao bực tức vui lắm, bởi vì không phải là chuyện của tao. Nhưng mà nói như vậy để mày hiểu rằng bây giờ giang hồ lên làm lãnh đạo rồi, có nghĩa là tao băng đăng cái xe túi rồi, không biết cái hộ chiếu của tao giờ tao trình cho công an hải quan hay là tao trình cho đủ mấy cái thằng quỷ xin, đó là ý của tao muốn hỏi. Nếu là bây giờ nó thay đổi luật rồi, nó muốn thay trời hành đạo và nó muốn làm cho đất nước Việt Nam mình y chang như là banh ta long luôn. Giờ tao hỏi mày, giờ tao trình cho ai, trình cho Nguyễn Sinh hay là trình cho công an hải quan? Đủ má nó bực mình. Những người này nói chung ngày hôm đó họ đến tập trung như vậy, ngoài cái chuyện nó gây mất an ninh trật tự ra, thứ thứ hai nó đang trong quá trình là nó đang còn là cách ly, cái vấn đề là xã hội gì dịch bệnh nó đang bùng phát. Ngày hôm đó nếu như mà nó xảy ra có nhiều một số người nào nó họ nhiễm bệnh, họ lây lan từ cái vấn đề đó rồi sao đây không, từ một cái chuyện cái vấn đề là nó gây mất an ninh trật tự rồi lây lan cả dịch bệnh nữa. Những người này họ Thì không biết, hề có cái nhưng đầu này để cái này ở Việt Nam mày dễ giải quyết, Việt Nam nó không có bệnh dịch giống như nước ngoài. Ở đây ta mới sợ, ở đây ta không sợ, không sợ có nghĩa là tự cách ly đấy. Ở đây một ngày chết 3.000 mấy người Mỹ nè, mày cũng biết mày đọc báo rồi. Ở Việt Nam bây giờ là thuộc dạng coi như là, nói một cách nôm na là cái hộ chiếu Việt Nam bây giờ nó quý hơn vàng. Ai mà được về Việt Nam, có thằng Lương Minh nó về đủ, mà ai cũng nước mắt nước mũi đủ, mà thèm rõ rãi luôn. Cái điều đó ai cũng biết cả, không ai không biết cả. Nhưng mà 8.cộng thì nó coi như nêu ha. Còn ngược lại ở trong đó, ở một cái đất nước mà hiện giờ đang có một sự kiểm soát rất là chặt chẽ, rất là tốt, mà trong cái đó để cho cái đám côn đồ mất dạy giang hồ chở búa đủ đi lên làm những chuyện vậy, là tao thấy tao bất nhẫn, tao không thích. Nếu mà nó quậy, mà nó quậy thằng khác tao không nói, mà nó quậy thằng nhà thằng Dương Nguyễn con tao là đương nhiên là tao phải ra lên tiếng thôi. Tao nói thẳng mày vậy, là bởi vì từ xưa mày cũng biết rồi, Quy Nguyễn có một cái quá trình lâu dài rồi, tao đã biết nó cách đây 3 4 năm rồi, đâu phải là mới đây đâu, phải không con? Chúng ta đã chơi với nhau, biết tánh tình với nhau, biết tư tưởng với nhau, biết nguyên tắc với nhau, rồi biết lập trường với nhau, nói chung là biết tất tần tật. Bây giờ nó chụp mũ người ta ngồi nó chửi. Ê mày, tao hỏi mày, cái thằng Chí Tài là đù con đĩ mẹ nó, chắc ông có nội ông có ngoại nó hả? Đù má thiệt. số người đi chứ lợi dụng cái vấn đề này nó nhằm mục đích là đánh bóng cái tên tuổi, chủ yếu là kiếm chủ yếu là cuối năm mà kiếm thêm tiền thôi chú ơi. Bây giờ dịch bệnh thì đang khó khăn, thất nghiệp gì dài, sẵn tiện có cớ này thì quất mày luôn đó. Muốn chăm chăm đó là muốn ha làm một công đôi việc vừa được đó là thêm có cái gọi là cái nổi tiếng trên mạng xã hội chứ, để còn là Trời kiếm thêm ơi, tiền nữa chứ. ừ, trời ơi, ai cũng biết hết trơn, bác cũng biết nữa, là du tiếp chủ yếu là nó kiếm tiền để bất chấp. Nhưng mà ở đây tao không nói là du tiếp, tao chỉ muốn nói những cái kẻ mà ví dụ như là tai to mặt lớn ở trong giới giang hồ, chẳng hạn như đây là có cái thằng Nguyễn Sinh, rồi có thằng gì Thanh là Minh Hô gì đó đủ, mới rồi có mày một hai thằng là đóng phim rồi. Mày biết tao là ai không? Mày biết tao là ai không? Dỗ mà đủ, mà nó mang cho nó là nghệ sĩ, đủ mắc kỳ nghệ sĩ gì kỳ trời, đủ mấy Mấy đó đâu nghệ thì sĩ. nó chỉ diễn viên hài thôi, để Ủa diễn viên hài thế đủ má đập vỡ mặt luôn, đủ mẹ thiệt. trong chắc cuối năm nay dịch bệnh nó cũng khó khăn đấy, bây giờ thì show diễn nó cũng bị ế nên nó là diễn hài giờ cũng không ai coi nhiều đấy. Bây giờ sẵn có này nó đang Đủ mắt chặt tao tẩy chay rồi, và tao kêu đám fan của tao tẩy chay luôn, đủ má cái thứ mà đám cái đám mà thằng mà con Cát Phượng mà lên khi diễn là đủ cái có ý cổ quần đưa cu cho nó coi đủ. Cát Phượng thì kỳ rồi bà này nói chung ra cũng dạng đỡ nổi nữa chịu cũng kỳ rồi cái vụ thôi vấn đề mà hả dịch Covid đang Đồ thứ bị khó khăn của má đồ tung dài nhảm ra bị xử phạt hết lần rồi.
này này nói chung ra họ chẳng có cái gì mà gọi là có cái Tao chấp luôn. Bây giờ cái văn hội nghệ sĩ nghệ chó gì ở Việt Nam mà tao chấp luôn, đụ má, từ thằng lớn tới thằng nhỏ tao chửi ráng luôn, đụ má. Ở Việt Nam mình á, nó lợi dụng những cái tên tuổi, biết không? Mày có danh xưng là đủ lợi dụng mình ăn theo, và bắt đầu nó kiếm cách để mà nó chửi. Các văn học và hội này hội kia toàn là cái đám đủ ung nhọt của xã hội không đó. cũng thấy Nhà ở Việt Nam nói chung ra thì giang hồ thì thích làm đó là nghệ sĩ, còn nghệ sĩ bây giờ thích làm chính trị gia với lại là giang hồ, nó khổ vậy đó chứ. Đấy. đủ bởi giang hồ cỡ như năm cam không đủ, bởi năm cam hồn đủ mắt đem ra một pháp trường mà xử bắn. Bởi đó thiệt bị tao bực mình là từ ngày hôm qua này tao ngồi tao chờ cái động thái của nhà nước, mà nhà nước nhà ta im re là bởi vì tao mới lên tao mới tức tao mới chửi. Chứ đúng ra đúng mà tao cũng không nên làm cái mẹ gì chuyện chuyện vui bái vơ chuyện của người ta chuyện của tao đâu, nhưng mà tao khổ tao coi thử coi nhà nước xử trí như thế nào. Đủ tưởng nên nhà nước tỉnh bơ à. Trong khi đó ở đây thằng Nguy thằng 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 Duy con tao đủ má đang bị áp lực và nó bỏ những cái chuyện mà đủ thế tao quê. Nếu như cái vấn đề là mà không xử lý đến nơi đến chốn thì chắc có lẽ sẽ khói kẻ nó sẽ tung kho, nó cho rằng nó sẽ làm Bây mất giờ tắt và vừa mai mất trần á, có cái tiền lệ đó và nó sẽ vinh vào cái đó nó còn làm nữa. đúng rồi đúng rồi, có nghĩa là nếu cái chuyện này mà không xử lý theo đúng ra nguyên tắc rõ ràng thì những người mà có một cái tâm tình chống mình yêu nước á, thì họ sẽ rút roi, nó nói đủ rồi mình ra mình làm để đủ má, rốt cuộc là mình bị hại chứ có ai bị hại đâu, đúng không? Cam. Sao con Xin chào chú, có chú chào chú. tao không thấy mặt mày đâu chứ Rất muốn cả gọi cái gì chú từ lâu rồi nhưng mà hôm nay mới được gặp. con gặp chú, nhưng mà con có đưa mặt chú ra chú gặp con chưa, mai mốt lỡ về mà quýnh tao sao tao đâu biết đường đâu tao Đây, lái. mai mốt về Sài Gòn Ồ gặp. ok chào con, ok Chú biết quận 12 là coi như đến cứ chỗ Duy Nguyễn hỏi gặp là gặp chung với thằng thằng Thịnh biết không? rồi, ok rồi, ghi nhận lời con, mai mốt con chú cứ về thì chú gặp con rồi, ok Dạ thôi chào rồi nha, chào chú. rồi đây thì các bác lên đây thì cũng bữa nay bác đẹp bắt bực tức quá đi, bắt chờ đợi của cái nói một cách nôm na là gì à? Bắt đợi chờ đợi cái chính quyền của Việt Nam mình giải quyết cái vụ đó như thế nào mà thấy nó yên lặng như tờ, và cái thằng con tao nó mà đang bị thua thiệt. Thua thiệt ở đây có nghĩa là nó bị một cái sự áp lực rất là lớn. Nói thiệt mày, tao chịu không nổi đâu. Đủ nói thiệt mày, tao sống chết với nó liền, cho tao không có chịu nó. Ở đây á, tao nói mày nghe nè. Ở đây hồi nãy bác nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Danh hài, danh tao không kêu bằng danh hài cặn cái thứ. Tao kêu bằng thằng, bởi vì nó nhỏ tuổi hơn tao, thằng Chí Tài, nó chết. Cái điều đó đúng, ai cũng chia sót, ai cũng điều đó rõ ràng, điều đó bác không có nói chuyện đó, bác chỉ nói cái điều này là những cái thằng ăn theo nó chẳng dính líu gì đi tài cả. Đúng rồi chứ. Ừ đủ mấy bà nó kéo cả bầy cái lũ vô nhà người ta, nó hành hung người ta, cái điều đó là cái điều sai, hiểu không? Cái điều đó phải là càng lên án nữa, mà ở đây là toàn là những gương gương mặt móc không à. Cái hạng này nó con gì bác cát tường cái gì cái tường tường á, tao không biết tên nó rồi, đám rồi mới danh hài ba cái lắc cóc và đóng dây những cái dây phụ đủ, mẹ nó nghĩ nó là ai vậy, nó thay thế chính phủ à, Không gọi là đủ mới vô nhà, nó vô nhà người ta vô nhà nhà xâm nhập gia cư bất hợp pháp quạnh hẹ coi người ta, đủ mẹ gặp tao rồi chết mẹ rồi. Nếu tao nói nhắc lại nữa, ở Mỹ hả, đủ tao cho mỗi đứa mỗi một phát là đủ má ôm cẳng mà ra về cà nhắc đọc y cà nhắc, tao không giết đâu, đủ má đồ cái thứ khốn nạn. Bây giờ chửi nè, chửi luôn cái trường đào tạo của tụi nó luôn, đủ con đĩ mẹ mấy thằng giáo sư gì đó, đủ má gặp tao là tao chửi luôn, đừng có đụng chạm đảng biết cái con cặc gì chân đối với tao không biết. Mày đào tạo ra một con quỷ lang sói cái thứ quỷ quái đủ con đĩ mẹ tụi bay, cái thứ mà đủ má diễn viên hài bên kia tụi bay á, kể cả thằng Hoài Linh tao cũng chửi luôn, gặp tao tao cũng chửi luôn, nó là con nít ranh đủ má tụi bay,
kể cái thằng Văn Sơn Bảo Liêm ta cũng chửi luôn nếu nó lên tiếng. Mày nghĩ sao vậy? Mày là cái gì? Mày ở cái gì? Mày ở cái là cái cương vị mà vô nhà đất nước Việt Nam của tao mày quậy. Đồ đi mẹ cái mày bực mình. Mày nghĩ sao vậy? Okay. Chú vậy là chú quá nóng rồi, nãy con nói chú rồi đó không, số những cái diễn viên hài họ đâu có qua trường lớp cháu đấy, chỉ có điện ảnh mới qua trường lớp là đào tạo đấy. Chú mà chửi như vậy khéo là chữ quan cho bên là mấy mấy trường đào tạo rồi. Tao tôn trọng những người chân chính, nhưng mà những cái đám mà cò cái lột chút mất dạy vậy là phải chửi thôi, Diễn viên hài đúng có không? qua trường lớp gì đâu chú, có mà ít cũng có chứ, người ta có trường lớp ta qua tự ta qua chứ không phải không có hết, nói như khéo rồi nó lại chửi nó rất khổ. Đồ thứ mất dạy đồ má đồ thứ lao cá đồ mẹ. Bây giờ tới về tao thì không hay, cứ thử bật co tay đôi đi đồ má. Thằng con tao đó, thằng Duy Nguyễn đó, cứ một chờ một đi, con nào hơn hơn nào hơn đồ má, kéo kéo bày có đủ rồi làm áp lực với người ta rồi đủ má. Gặp cái con có một cái cảnh là con cá phượng hay con gì bịt khăn lại đủ má rời vú thằng Duy Nguyễn nữa chứ. Nói chữ rời vú thì không có đúng, đang phân bua nhưng mà làm chị cả đủ má. Mày lấy cái tư cách gì mà mày vô nhà người ta mày làm cái gì đó? Mày vô nhà người ta bất hợp pháp là mày đã có lỗi rồi. Gặp ông Mỹ này nó bắn bỏ mẹ mày luôn cái đủ má thì chết. Muốn cái gì ra tòa Thật ra lúc đầu mày vô nhà thì chỉ có bà thằng Nguyễn Sơn, bà thằng Nguyễn Sơn thì sau đó là ông không cái gì Trần Bùm với ông Hoài Chuột thôi, ba người đó là muốn gặp trực tiếp đến Duy Nguyễn, sau đó là tụi nó đâu kéo đến đủ có bậy. à. Bữa sẵn nay tao cũng giới thiệu, tao cũng nói cho thằng Duy Nguyễn luôn, con đừng có sợ có bố kế bên đủ má. Không có thằng nào là muốn cặt chứ mày bỏ kênh mày là thất bại. Có tao đứng lên ở đây nè, có thằng con cặt nào dám làm với mày đâu. Ở đây tao muốn nói cái điều nè, ở đây phải chính quyền phải vào. Còn có chuyện của chế tài mất, cái chuyện đó tao đồng cảm, tao không nói chuyện gia đình của người ta ở đây hoàn toàn không nói gì được đó. Đây mày phải hiểu là người Việt Nam có một cái tính gì là người nào mất người đó là người. Tánh tao từ xưa giờ tao chưa hề đụng chạm tới người đó mất, và chế tài tao cũng tôn trọng cái điều đó, đó là nguyên nhân. Nhưng mà tao lên án là lên án những cái thằng ăn theo này. Kéo cả bè có đủ, trong đó có giang hồ đó thằng Nguyễn Sinh. Thứ hai nữa mày biết tao lai, mày biết tao có một thằng nhóc nhóc đủ mẹ rồi xong rồi rồi có thằng gì đó, có một cái thằng nữa nổi cũng nổi tiếng thằng gì đó. Tao lại không có rành đó, cái tên nghệ sĩ Việt Nam bữa tao đâu có coi là tao biết. Nói chung nhiều lắm chú, tại hình ảnh tụi nó có chụp nó đăng lên đó chú, có thì đó là mình cũng biết hết rồi. Nghe mấy cái thằng đó đó đủ gặp tao hả nè, quýnh tao đôi với tao đi đủ mày ông già bé bơi ra đủ tao quýnh mày sập mỏ mày luôn đủ. Tao đéo sợ đâu, tao cũng đéo ngắn mà tao cũng chửi luôn, và tao chửi luôn cái trường đào tạo của tụi bay luôn. Tụi bay đào tạo như thế nào mà tụi bay đào tạo trong một đám âm binh các như quỷ đủ mẹ tụi bay bực mình. Thì qua cái vấn đề này, nói chung là phải yêu cầu là chính quyền phải vào cuộc thôi, chứ không có thể nói Đúng rồi, là nhân dân giải quyết á nhân. lấy công bằng cho con tao, nếu không lấy con không lại công bằng cho con tao. Đây dùng có tình lý đàng hoàng nha, anh vào đó anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tao giờ mới có video clip mà thì cái cổng trước nó đóng hai bên rồi, cảnh sát chưa vô thì tôi đi bọc ngõ sau, tôi đi vô bằng ngõ sau và nó bao vây thằng Duy Nguyễn. À, trong đó một bình thằng Duy Nguyễn có một bình thôi, trong khi đó bao vây toàn bộ dân giang hồ không, dân chợ búa không à. Rồi nó con cắt phượng nó còn đăng lên 10 tốt đó. Tôi bắt tay em mà thấy tay em lạnh lắm, nếu lúc đó mà tôi buông tay em ra tao đéo cần bắt tay mày là tôi rất sẽ đập tay tua. Thằng nào dám đập mày nghĩ thằng dám đập đủ con đĩ mẹ tụi bay cái đồ xí nghệ sĩ nửa mùa, cái con đủ đĩ mẹ con Cát Phượng hả đủ má, nó đủ banh lồng tụi bay ra từ hồi xưa tới bây giờ rồi. Đủ đĩ mẹ từ hồi xưa giờ mày nghĩ mày coi, từ hồi xưa giờ cái chữ xì căng nam nó xuất phát từ đâu? Đây nè,
Sẵn đây ta mới nói mọi người coi như vậy, từ hồi xưa tới giờ có bao giờ mà cái thứ mà sa đọa bê bối rồi đủ mà xấu xa nhất nó xảy ra đâu, nó xảy ra toàn là cái đi sửa bít không. Từ cái chuyện là đây là chuyện quá khứ thôi, đây nhắc lại không có định thù hằn, tao già rồi tao không nghĩ, mà tao đọc báo rồi. Thứ nhất Hoàng Thị Linh, thứ hai Ngô Thanh Vân, thứ ba, nói chung là tất tần tật từ điện ảnh diễn viên các cái này kia đủ má không? Có mày nghĩ mày coi đúng không? Tao nói đúng không, Đúng rồi. có gì đẹp đâu, không có gì đẹp cả, mà người ta từ giờ ta không hề nói, dân chúng không hề nói, người ta bỏ qua. Ngược lại tôi mới lầm lừng. Được nước được làm tới mà chú, tại vì nói chung là chính quyền chưa sợ gáy vậy, Đủ thứ kẻ nó xịt thượng họ cũng ngồi xổm trên pháp. đúng rồi, ngồi xổm bắt đúng rồi, con nói cái coi đúng là ngồi xổm pháp luật, và cái cho ra ta đây là coi như là khi ta có tai có tâm có tiếng là người ta ngồi xổm được. Đúng, mẹ đù tôi nghĩ sao vậy, ở nước Việt Nam mà chắc hình như tụi bay là làm chủ tịch một nước hả, nào láo thấy rõ ràng không. Những kẻ này có đâu có liên quan gì đâu, là cái thứ nhất, cái thứ hai nó đâu có quỷ quyệt, này đâu có Đó ra đẹp. nó không, là bởi cái mà ta bức xúc chỗ này nó không liên quan nè, không bà con nè, không ruột thịt nè, nó chỉ là đồng nghiệp thôi. Thì trong khi đó thằng Duy Nguyễn đã xin lỗi rồi, nhớ kỹ nha, xin lỗi. Nhưng nó không tha thứ, vẫn kéo lên. Cái điều đó là điều rất là bậy bạ. Thí dụ như thằng Duy Nguyễn mà nó không xin lỗi thì bác không nói, nhưng mà nó đã xin lỗi rồi qua ngày hôm sau. Tao tao coi cái clip là cái thằng này, gì, Nguyễn Sinh nó lái một cái chiếc xe 7 chỗ tới nơi. Trên xe nó đủ toàn là một thứ, toàn là cái thứ âm binh không à. Đó, rồi xong xuống mà hành hung con người ta, bao vây con người ta, ép con người ta, bắt buộc người ta, con người ta. Thì tao hỏi bị luật pháp ở đâu? Đe dọa chứ không phải là ép buộc luôn đó chứ, đe dọa thẳng luôn mà. Đủ mà. Đó, không phải là ép buộc là cái gì? Đủ mấy cái thằng con tao thì nó cũng hiền, đủ bữa đó nó chơi một cục trỏ cái con kia chắc đủ mấy gần cổ chắc nó chết quá má tôi bực mình. Thì nói chung ra thì Duy Nguyễn là dân kinh doanh mà chú, mà dân kinh doanh thì người ta không có thích mấy cái kiểu mà giống như dây dưa rất nói, Hiểu muốn là im hiểu thôi, nói chuyện thôi chứ lấy lượng chính đồng ý, nó vẫn nhưng một cái điều là tới bực thôi. đó là người ta đã xuống nước và người ta đã xin lỗi rồi mà nó không tha. Nó là cái gì, nó đại diện cho ai, nó là chủ tịch nước hả? Bản chất của những kẻ này thì những cái nhóm người này nói chung là họ muốn là gì, một cái là không làm cho nó to chuyện ra để cho có thu hút được cái dư luận chú ý vào họ, là cái nhóm người của họ. Cào tú má lộ thứ quỷ ba cái đám ô vàng hùng dịch này đủ má ở mà nghệ sĩ nghệ cái lùng què đủ má. Từ cái con cá phượng tao nói rồi, đụng tới tao là cái chữ từ từ lưa luôn, đồ thứ mất dạy. Từ cái thằng Hoài Linh dám lên tiếng không, đồ thứ mất dạy. Chú Hoài Linh đó, nói chung chú đâu có không có liên can gì trong cái vấn đề này, chú tội nghiệp chú Hoài Linh với chú. Chú Hoài Linh cũng đã Tao nghe rồi, ông là thằng còn Hoài Linh chú chỉ đạo này nè, Hữu Châu thằng đàm với tớ luôn. đã nói rồi, nó phiền gan rồi. Nhưng mà tụi nó là cái ý của cái nhóm người này là nó muốn là đã là thu Đủ chú ý bây giờ nó đánh bóng tên tuổi. biết vậy rồi kệ mẹ đó, giờ tao chửi tùm lum luôn được không, tao chửi luôn hết luôn đám nghệ sĩ Việt Nam được không, cái chẳng có thằng nào đám ôn vậy. Tao nhớ mà cách đây 2 năm tao đã chửi rồi, không biết về giáo dục, không biết bất cứ một cái gì cả, cái ô với cái chữ không à, đủ má nó cũng lên nó ngồi em làm bài ca đó, cũng có con cá phượng nó vô nữa, đủ má vô nó cũng ào ào đúng. Mày nhớ cái vụ đó không, mày nhớ cái vụ đó không? Chữ cải tiến công nghệ Đúng rồi, cái nghệ gì giáo dục á, đồ má không biết cái con cặc gì chứ mà đụng cũng lên cũng ào ào ào, đồ má đồ tao bực mình lắm, tao nói thiệt cái đám đụng mà nghệ dân nghệ sĩ Việt Nam mà thiệt mày tao bỏ với đạp, tao dưới chân tao đạp mà đụng má thiệt mày dùng cái sình luôn, và tao chở chửi nó mà tao chửi luôn cái người đào tạo nó luôn. Thôi đừng có xạo xạo à, quay quay cái chó gì rồi mệt quá. Ok rồi xong.
Chỉ hy vọng bây giờ không? chính quyền vào cuộc giải quyết cái vấn đề này cho nó im xuôi để không có tạo hệ xấu để Ý là chính quyền phải vào cuộc để giải quyết cái vấn đề này, đúng để rồi cho nó đó minh bạch, bây giờ để cái minh bạch, để giải oan cho thằng Duy Nguyễn, bởi vì Duy Nguyễn con ta nó không có tội, đúng rồi. rõ ràng. Đủ mất thứ ăn theo rồi, rồi xong rồi cái rượu mà nhào vô nhà ta, rượu mà có một thằng nó bị lôi ra, nó đòi đánh Duy Nguyễn, có thằng bị lôi ra nữa mà mới là ghê chứ. Không là chuyện của tôi.